Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài 21. Chúng mình sẽ luyện viết mở bài và kết bài. Bài văn miêu tả cây cối. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Trong phần khởi động thì chúng ta sẽ thảo luận trả lời một số câu hỏi sau. Khi miêu tả cây cối, ta cần dùng những giác quan nào? Vậy thì tiết hôm trước chúng ta đã được quan sát để miêu tả cây cối. Vậy thì khi miêu tả cây cối thì chúng ta cần những cái giác quan nào để chúng ta quan sát và nhìn nhận nào? À đúng rồi, chính xác thì chúng ta có thể gì? Dùng cái giác quan như là thị giác, thính giác, đúng không? Vị giác. Có thể là gì? Cụ thể đó là mắt, tai, mũi, hay là tay, chạm hay là lưỡi, lưỡi nếm. Đó là một số giác quan để chúng ta quan sát và miêu tả cây cối. Câu hỏi số 2. Khi quan sát bao quát cây cối, ta cần quan sát những đặc điểm nào của cây? Ở đây thì chúng ta suy nghĩ và cho thầy biết là khi quan sát thì chúng ta quan sát bao quát cây cối thì chúng ta cần quan sát những đặc điểm nào của cây? Thì ở đây chúng mình có thể quan sát đó là gì? Hình dáng, rồi gì? Tán lá, thân, cành, lá, hoa, vân vân, đúng không? Thì chúng ta bao quát tổng quát hình dạng của cây thì như thế nào? Tán lá rồi thân cây, có thể là hoa quả, vân vân. Đó là những cái đặc điểm mà chúng ta cần quan sát, những cái nét riêng, những cái đặc điểm riêng của từng cây, từng loại quả, từng loại lá, vân vân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tiết luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn miêu tả cây cối. Thì chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên là chúng mình sẽ tìm hiểu và các cái đoạn văn và tìm hiểu cách kết bài và mở bài trong các cái đoạn văn sau đây. Chúng mình sẽ đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi. Mạnh vườn nhọ sau nhà ông. Mạnh vườn nhọ sau nhà ông bà có trồng một cây khế. Từ một cây khế bé nhỏ khẳng khiu, vậy mà cây lớn vùn vụt trổ đầy hoa tím đến nỗi ong vàng hâm mật rủ nhau về xây tổ trên cành. Rồi khế ra quả từng chùm lủng lẳng, quả nào cũng to, mỡ màng, mọng nước, kéo trĩu cả cành xuống. Bà tha hồ làm nộm, rang tép và kho cá với khế. Giáp Tết vừa rồi, ông phân phát từng chùm khế thật đẹp tặng khách đến nhà chơi. Ông bảo đó là lộc của vườn nhà. Cùng với cây cam, cây bưởi, cây hồng, cây khế mang lại vẻ đẹp bình dị cho mảnh vườn nhỏ nhà ông bà. Theo Vũ Tú Nam thì chúng ta sẽ dừng video và đọc lại cái đoạn văn này. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận trả lời một số câu hỏi sau, đó là mở bài giới thiệu thế nào về cây khế. Chúng ta đọc ngay câu văn đầu tiên thì chúng ta thấy mở bài giới thiệu thế nào về cây khế. Thì ở đây chúng ta thấy mở bài giới thiệu cây khế được trồng ở ở vườn ông bà, đúng không? Đó chính là phần mở bài. Câu hỏi số 2. Ở đoạn kết cây khế được nhận xét như thế nào? Thì chúng ta thấy đoạn văn cuối cùng, quan sát vào lại cái đoạn văn thì chúng ta thấy đoạn văn cuối cùng chính là phần kết bài. Cùng với cây cam, cây bưởi, cây hồng, cây khế mang lại vẻ đẹp bình dị cho mảnh vườn nhỏ nhà ông bà. À, vậy thì chúng ta có thể chia sẻ với các bạn đó là ở đoạn kết thì cây khế được nhận xét như thế nào? À đúng rồi, chính xác. Ở đoạn kết thì cây khế được nhận xét mang đến một vẻ đẹp bình dị cho mảnh vườn nhỏ nhà ông bà, đúng không? Như vậy chúng ta đã tìm hiểu được một số đặc điểm ở trong phần mở bài và kết bài trong đoạn văn vừa rồi. Thì chúng ta có thể thấy sẽ có các cái cách mở bài và kết bài. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có hai cái cách mở bài và kết bài
thử xem là chúng ta có thể quan sát và cho thầy biết là có gì khác với cách mở bài và kết bài của đoạn văn nêu trên. Cách mở bài và kết bài dưới đây có gì khác với cách mở bài và kết bài của bài văn trên, tức là bài văn vừa rồi ấy. Mở bài: Mạnh vườn nhỏ sau nhà ông bà trồng rất nhiều cây ăn quả. Mạnh vườn nhỏ sau nhà ông bà trồng rất nhiều cây ăn trái. Cây nào cũng sum suê tán lá và bốn mùa thay nhau cho hoa thơm trái ngọt. Em thích nhất cây khế ở góc vườn. Bà bảo cây khế được ông trồng khi em tròn 1 tuổi. Đó là phần mở bài. Chúng ta thấy cái đoạn văn mở bài này có gì khác với cái đoạn văn mở bài mà lúc nãy chúng ta vừa được đọc. Hay là phần kết bài: Sắp đến sinh nhật lần thứ 9 của em, cây khế cũng tròn 8 tuổi. Rễ cây gân guốc rồi trồi lên khỏi mặt đất. Em sẽ phụ giúp bà lấy ít bùn ao đắp quanh gốc cây. Em muốn cảm ơn cây khế đã cho mọi người quả quý quanh năm. Đó là phần kết bài. Vậy thì chúng ta hãy so sánh xem là nó có đặc điểm gì khác, nó có gì khác so với đoạn kết bài ở trong phần vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu. Thì ở đây chúng ta có thể thấy một số cái đặc điểm nó khác, đúng không? Đoạn mở bài và kết bài ở trong bài tập 1 thì đó là nêu tên cây trồng là có 1 câu thôi, vào đề luôn, đúng không? Ngay sau sân vườn nhà em có trồng một cây khế. Còn đoạn mở bài mà chúng ta vừa được đọc ở đoạn văn thứ 2 thì như thế nào? À đúng rồi, giới thiệu khái quát về vẻ đẹp của khu vườn, nêu tên cây rồi nơi trồng, nêu những cái kỷ niệm gắn với cây, và chúng ta thấy sẽ có 4 câu. Còn phần kết bài ở phần bài tập 1 mà chúng ta đã tìm hiểu thì chúng ta thấy như thế nào? À, nhận xét về vẻ đẹp của cây khế có 1 câu. Còn phần kết bài mà chúng ta vừa được đọc thì nói về một sự kiện gắn với cây này, kể về những việc sẽ làm để chăm sóc cây này, nêu tình cảm suy nghĩ về cây gồm 5 câu. Chúng ta thấy có hai cái cách mở bài và kết bài ở mỗi đoạn văn vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu, đúng không? Như vậy thì chúng mình thấy chúng ta sẽ có hai cái cách mở bài cũng như có hai cái cách kết bài. Mở bài thì chúng ta thấy trong cái đoạn văn đầu tiên ở bài tập 1 thì chúng ta thấy đó là cách mở bài trực tiếp, đúng không? Và cũng đó là cách kết bài trực tiếp luôn, tức là kết bài không mở rộng, kết bài không mở rộng. Còn chúng ta thấy ở đoạn văn mà bài tập 2 chúng ta tìm hiểu ấy thì đó là phần kết bài như thế nào? Mở rộng. Và phần mở bài thì gì? Gián tiếp mượn những cái nội dung vấn đề liên quan, sự việc sự kiện liên quan để dẫn dắt người đọc, đúng không? Để vào cái mục tiêu cần cần tạo. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài tập số 3. Thì đối với phần mở bài ở bài tập 1 thì chúng ta thấy đó là mở bài trực tiếp. Còn mở bài ở bài tập 2 tức là mở bài gián tiếp, tương tự như vậy. Kết bài thì chúng ta thấy là kết bài ở phần mở rộng, kết bài ở phần bài tập 1 thì kết bài không mở rộng. Còn kết bài ở bài tập 2 thì chúng ta thấy đó là kết bài mở rộng. Và chúng ta thấy là mở bài trực tiếp thì thường ngắn gọn này, chị nêu tên cây ở vị trí cây được trồng, đó chính là cái đoạn văn đầu tiên, 1 câu đầu tiên trong bài văn tả cây khế. Mở bài gián tiếp tức là thường bổ sung thông tin về kỷ niệm với cây, một câu chuyện liên quan đến cây. Đó người ta gọi là mở bài gián tiếp. Kết bài mở rộng thì có thể kể việc làm chăm sóc hoặc tác dụng của cây với con người. Đó là kết bài mở rộng. Tức là chúng ta sẽ nói về một số kỷ niệm hay là một số tác dụng. Ngoài ra có một số thì gì chăm sóc để bảo vệ cây chẳng hạn. Thì đó là kết bài mở rộng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hoạt động đó là viết mở bài và kết bài trong bài văn miêu tả một cây mà em biết. Thì hoạt động này chúng ta có thể có những cách mở bài gián tiếp hoặc là trực tiếp. Ví dụ như cách mở bài gián tiếp về tả về nói về cây phượng vĩ thì như sau: Hè về nắng trong vắt như mật ong, gió thoảng từng cơn oi nồng. Bọn học trò chúng em bận bịu với những bài ôn thi, những dòng lưu bút viết vội. Một hương vị mùa hè lan tỏa khắp trường,
Mọi người vội nhìn ra sân, hoa phượng nở đỏ sân trường rồi, nhìn cây phượng vĩ trồng giữa sân. Chúng em biết mùa hè đã thật sự đến. Nhìn cây phượng vĩ trồng giữa sân trường em, chúng em biết mùa hè đã thật sự đến. Như vậy thì đây là chúng ta thấy là một bài gián tiếp đúng không? Để tả về cây 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 hoa phượng. Còn mỗi bài mà trực tiếp thì chúng ta sẽ vào vào ngay cái cây chúng ta cần tả luôn đúng không? À, trong sân trường em có trồng một cây cây phượng vĩ chẳng hạn, hay là trong góc sân trường, hay ở đây có trồng một cây bàng, vân vân. Đó là cách mở bài gì trực tiếp. À, và đây là cách kết bài mở rộng thì cây phượng già đã chứng kiến bao nhiêu niềm vui nỗi buồn của chúng em. Mỗi lần phượng nở hoa, lòng em lại rộn ràng lên những cảm xúc khó tả. Đó là lúc em khi sắp phải xa mái trường, xa cây phượng mai đây lớn khôn, em luôn nghĩ về ngôi trường tiểu học, nhớ tới cây phượng già thân quen này. Thì chúng ta thấy đây là cách mở bài, đây là cách kết bài mở rộng đúng không? Chúng ta thấy nói về những kỷ niệm này, suy nghĩ cảm xúc về về cây phượng. Thì dựa vào đây chúng mình có thể viết một cái cây mà chúng ta yêu thích nhé. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong một số hoạt động trong bài luyện viết mở bài và kết bài về miêu tả cây cối. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.